cuộc đời của vượn ve sẽ mãi chìm dưới bùn lầy nếu vẫn cứ là muốn những thứ không thuộc về mình. Sau 10 tháng rồi mà Phượng vẫn cứ như vậy, không hề khá nổi, vẫn giọng mẹ, vẫn là người khác sai. Phượng nói quá trời, Phượng ra hẳn MV đã chửi trên đầu trên cổ của cộng đồng mạng. Phượng dạy đời bằng lớp đạo đức quê mùa của Phượng, vậy mà không nói đó hả Phượng? Phượng chịu chơi lấy chính những lời đả kích, đích danh tên cô, làm tiền đề câu chuyện. Phượng gán bài hát vào chuyện của mình. Cô và ông bạn, một người cầm bảng 331, một người cầm cái còng hiên ngang bước lên, đẩy lùi mọi sự đả kích. Những người đả kích dù rất đông, nhưng đã phải thua trước sự bản lĩnh của cô ấy. Rồi kết thúc bằng việc cô mở lớp dạy cho những người đả kích cô, môn đạo đức, nhân cách. Thật sự là có bản lĩnh hiếm thấy, theo cách đánh giá của những người ủng hộ Phượng, hoặc tột cùng có sự trơ trẽn, theo lời của những người ở phía ngược lại. Tóm lại là, một, nguyên nhân, những người đả kích Phượng là do ghen ăn tức ở, gãi đầu gãi tai thật sự. Rõ ràng đối thủ của cô là Hồng Loan, chị họ đang giàu hơn, xinh hơn, rạng vì lúc nào cũng triệu view. Tại sao thiên hạ gato thì không gato ghen tị với cô chị, mà gato với cô? 2. Nội dung họ đã kích cô. Nói có, thành không. Nói không, thành có. Những người đã kích cô thì đã kích nhiều lĩnh vực, nhưng phần lớn họ đã kích cô từ chính những gì cô nói, cô hành động. Cô không chịu sao kê khoản tiền phúng điếu và say mộ cậu cô. Cô đối xử với chị họ cạn tình. Cô nói cậu cô đã từ con gái. Cô dù không trực tiếp kiện chị của cô trên giấy tờ, nhưng có đến hai người bảo vệ quyền lợi của cô. Cô lập vi bằng cho kỷ niệm. Cô share clip ghi âm cậu cô 10 năm trước để vu oan cho chị họ cô ăn cắp tiền của cha. Đó là những gì cô làm, người ta có bịa ra đâu. 3. Cô cảnh cáo người đã kích cô bằng 331. Luật 331 nói, người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Cô quên chữ quan trọng nhất là vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp. Hồng Lan, chị của cô không hề ăn cắp. Ghi âm của ba Hồng Lan là trong một phút nghi ngờ. Cô đi lan truyền thuyết đó. Trong khi Hồng Lan chưa hề bị tuyên án, bị xét xử, đó mới là xâm phạm quyền hợp pháp của Hồng Lan. Người ta nghi vấn lên án cô không sao kê, cô không hề xâm phạm đến quyền hợp pháp của cô. Vì cô không có quyền giữ tiền của bá tánh của cậu cô, thế thôi. Người ta tẩy chay cô, không nghe cô hát là quyền của người ta mà. Cũng như cô có quyền ra MV nếu được cho phép. Nếu clip mà cô gọi là di nguyện của cậu là di chúc hợp pháp do pháp luật công nhận, cô được hưởng gia sản, thì đó là quyền hợp pháp. Đằng này không. Vậy quyền hợp pháp của cô là gì mà nói bị xâm phạm? Nhưng cô có những quyền và lợi ích này: bảo vệ danh tiếng, uy tín gia đình, chuyện riêng, hình ảnh của mình, đó là hợp pháp. Nhưng chính cô đang tự vi phạm chính lợi ích này. Cô mở lớp dạy những người đã kích cô, nhân cách và đạo đức, là kết luận của cô. Đây là sự việc cho thấy là một lần nữa họ đánh giá đúng về cô. Cô được giáo dục và hình thành nhân cách. Cô không sai, không bao giờ sai, chỉ là thiên hạ sai. Cô luôn nhìn người khác thấp hơn cô, và vì thế hết cách. Tết đến, đáng ra cô hãy hát về những ngày tháng gia đình vui vẻ. Cô hãy kể những ngày chị em có nhau mà nay không còn vui. Cô hãy kể về những đứa bé đùa nghịch với ông mà chính tay cô quay, là một lần, hai lần, 10 lần, thiên hạ tự khắc bớt đả kích. Đằng này MV sẽ lại là mồi lửa. Cơ bản Phượng sai ngay từ đầu mà Phượng luôn chống trả, bất chấp tất cả. Phượng không ngán một ai và cũng không chừa một ai cả. Công nhận Phượng cũng chịu khó công kích người khác. Từ những người như Hồng Lan, Thành Mỹ, Bùm Bum và chị Ni, những người sáng tác bài hát và đến cả bầu sâu Phượng cũng không tha. Vậy là chứng tỏ tinh thần của Phượng đang bất ổn, đang lo sợ một điều gì đó, có đúng không? Ngay từ đầu Phượng đã chọn nước cờ này thì Phượng phải chấp nhận sự thật phũ phàng chứ. Mình gieo những hạt mầm ác thì tại sao trách người khác ác với mình? Từ khi Phượng vào nghề tới nay, có bao giờ Phượng tôn trọng ai đâu mà trách người khác không tôn trọng mình. Trong đầu Phượng lúc nào cũng suy nghĩ người ta xấu với mình, người ta hại mình, sao không nghĩ những gì tốt đẹp mà người khác đã dành cho mình. Khi được những điều như ý rồi thì không thấy một tiếng cảm ơn, rồi khi không được như ý thì trách người này người kia. Chán Phượng dễ sợ. Phượng vẫn còn dùng từ khinh bỉ, chứng tỏ vẫn cố chấp bất ngộ trong vòng luẩn quẩn của tham sân si. Chưa thấy được mình, mặc dù phản ứng của cả cộng đồng chính là tấm gương phản chiếu để Phượng soi rọi lại nhân phẩm cốt cách của mình. Đến cả việc không chấp nhận bản thân mình sai mà luôn chối bỏ và đổ lỗi, đổ thừa cho người khác thì thật sự hết thuốc chữa. Tội nghiệp Phượng đã gây ra lớn lắm. Không phải chỉ quỳ lạy là hết nghiệp đâu, mà có khi phải chịu đọa đày và ủ tờ ngồi sám hối mới ngộ ra mình đã sai như thế nào. Nhục cho cô con gái họ Lê, đời đời về sau sẽ lưu truyền tên cô. Thưa quý vị, không phải nhục mà là nhục. Nhục ở chỗ em gái
cháu gái gọi bằng cậu mà tranh giành tài sản với Hồng Lan, con gái của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và phải nói chính xác thì cố nghệ sĩ Vũ Linh còn sống mà nói một tiếng Hồng Lan con nuôi thôi, là em gái cháu gái chắc ra đường vô gia cư từ lâu rồi, chứ không có tiền vàng để đem cất giấu gầm giường vào góc tủ đâu. Nếu mẹ con ve mà không tham đòi cướp tài sản thừa kế của Hồng Lan thì đã không có cái drama này, thì làm gì có chuyện người khác có cơ hội bên vực Hồng Lan. Chính mẹ con ve đã tạo nên drama mới nên mới có nhiều người bức xúc phải lên tiếng bảo vệ và che chở ủng hộ cho Hồng Lan. Nghệ sĩ Vũ Linh, Bình Tinh, Nguyên Vũ, Phương Lê, Linh Tý, Bích Trâm, diễn viên hài Lê Tính, nhà báo Song Minh, khán giả đều biết sự nổi tiếng của họ sẵn rồi. Chính vì họ là những người biết đúng sai, sống có tình người, bất bình trước sự việc Hồng Lan bị mẹ con ve dồn vào đường cùng để diệt tận, để cướp gia sản thừa kế nên họ phải lên tiếng. Và khán giả, cộng đồng mạng ủng hộ Hồng Lan, ủng hộ việc làm của họ. Cái này gọi là sống phải sống có đức, mặc sức mà hưởng phúc. Mẹ con ve không hiểu đạo lý này nên mới làm kẻ cướp, làm việc thất đức nên tự hủy hoại bản thân. Trách ai sao được, khán giả và cộng đồng mạng ủng hộ Hồng Lan thì được lợi gì, mà nói ủng hộ Hồng Lan được lợi cả. Nói về ủng hộ, lẽ là phải làm gặp cho đúng, ngu lâu dốt bền, còn có thêm cái bệnh ngoan cố, có tổ chức, có tập thể. Sự không chế, chi tiết xuất xa rợn người, đau đớn cho tình đời. Hồng Lan quỳ lạy van xin cô Sáu cho ba con về, ánh mắt thái độ của mẹ con cô Sáu lúc đó ra sao? Bản viết tay cuối đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh, ông nói dễ hơn viết nhưng có lẽ ông đã nói, đã xin trong bất lực nên ông cố viết ra những dòng này, nhìn thấy mà quặn lòng đau. Ngay từ đầu người đã bị áp bức 36 năm là Hồng Lan, nhưng người khổ nhất và khổ tận cùng là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Mọi người thử đặt địa vị của ông sẽ hiểu tất cả. Tiếc là lúc trẻ vì nể tình và không muốn ồn ào mà để em ông bào xương bào tủy. Lúc cuối đời vì dịch Covid vô thường nên ông đã bỏ qua lỗi lầm của họ, đã sai khi đã mang họ về nhà cưu mang. Ông không nghĩ lúc sức tàn lực kiệt không có sức chống đỡ thì họ quay lại khống chế ông. Bất hạnh cùng cực, không biết nói cùng ai, không thể làm gì mà ra đi không hề thanh thản. Điều xuất sắc nhất ông làm là giao tất cả trọn vẹn vào tay Hồng Lan, con gái duy nhất của ông. Thật sự thương cho hai cha con, ai đứng lên bảo vệ Hồng Lan cũng vì thương cha con họ, không lợi nhuận, vô điều kiện về một chữ thương, một chữ đạo đức ở đời, một lương tâm cần có. Bức di thư cuối cùng này có thời gian bên đó bịa đặt rằng Hồng Phượng quan trọng với ông nên ông nhờ nay lộ ra nhiều sự thật mà chúng ta đã tin rằng. Vì ông bị khống chế, cha con ông phải van xin người mà ông cho ở nhờ nhà.